Ê, đau trời nữa. Ông ta còn bồng con gái nữa kìa. Trả lại bồng đi, nhanh lên. Hả? Ê, hở chỗ rồi. Lẹ lên đi. Nè, phía sau, lẹ lên đi. Lẹ lên, mau. Lên. Lên, 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 lên. Rồi đi. Sao không để cho ông ta lên thuyền này? Tội nghiệp ghê ha. Anh hiếp ông ấy là người phương khác đến. Giờ có mình ông ở đó. Coi, trời sắp tối rồi đó. Tôi biết rồi. Nếu ông ấy không đi được chuyến này, chắc là phải chờ đến ngày mai rồi. Thôi mặc kệ đi. Anh xem, ông ta ngồi chờ kìa. Cho dù có chờ tới ngày mai, tôi cũng không có cho ông ta lên thuyền của tôi đâu. Đúng, nói rất đúng. Hả? Trời ơi. Con gái của anh bị rơi xuống nước. Nè, đừng sợ, đừng khóc. Cha con sắp sửa tới rồi. Nên biết rằng kiếp này làm chim đều do kiếp trước tạo nghiệp. Trúng tên bị thương cũng là do nhân quả tuần hoàn mà ra. Cho nên trong lòng ngươi cũng đừng có oán hận. Ta truyền tam quy y cho ngươi, sau này làm người nhớ tu hành. Bay đi. Anh đang tìm con mồi săn được có đúng không? Đúng vậy. Một mũi tên của anh có thể bắn được mấy con? Một con. Có lúc may mắn thì tôi bắn được hai con. Hai con. Vậy có nghĩa là nhất tiễn hạ sông điêu đó hả? Ta nghĩ không đâu. Nếu may mắn một chút, có thể bắn được con vật đang mang thai nữa. Thì đúng rồi. Như vậy không phải là hai con đâu. Ta chỉ có thể bắn được một con. Nhưng ta bắn con vật đó thì ngàn vạn chúng sanh sẽ được sống an lạc. Là con gì vậy? Chính là anh. Là tôi à? Nếu tôi không sát sanh thì người khác cũng làm. Máu thịt thảm thê đủ vị ngon, chung quy thống khổ hận khó bài. Tự hỏi nếu mình nơi chốn ấy, ai dám cầm dao cắt tự thân? Sư đệ, chúng tôi khuyên thầy cả buổi rồi mà thầy còn cố chấp như vậy hả? Vì để chạy trốn ác mộng, ban đêm không dám đi ngủ, đây không phải là cách giải quyết đâu. Đúng vậy, nếu còn như vậy nữa, chúng tôi sẽ coi thầy là kẻ điên và đem nhốt lại đó. Đúng rồi, đem nhốt lại đó. Sư phụ. Sư phụ, các con về trước đi. Dạ. Dạ. Sư phụ, tại sao người lại tự cắt thịt mình? Ta cắt đùi của mình liên quan gì tới con? Sư phụ, người tự làm tổn thương mình, đệ tử đau lòng lắm. Người ta cứ tưởng rằng con là người không có cảm giác. Đệ tử biết sai rồi. Chúng ta là người tu hành, ắt sẽ gặp tâm ma, Phật tâm kiên định mới sòng phá được. Cảm ơn sư phụ đã chỉ dạy.
Sư phụ, chúng ta về thôi. Con coi, ta còn đi được sao? Thế nào, con cổng ta chân có đau không? Dạ không đau. Không Trí đại sư. A Di Đà Phật. Không Trí đại sư. A Di Đà Phật. Không Trí sư huynh nổi tiếng khắp nơi, quả là đạo cao đức trọng ha. Chúng ta tu tập Phật pháp không nên có tâm được hay mất, tham vọng danh tiếng thì sẽ có hỷ nộ ái lạc. Người xuất gia cần phải vượt qua thiện ác đắc thất mới có thể tứ đại giai không. Sao vậy hả? Ôi lạ quá ha. Vị tăng Ấn Độ này cũng chẳng có gì đặc biệt hết. Gia của ông ta đen hơn người khác đó. Nghe nói Phật pháp của ông ta rất cao thông. Cái gì mà nói, anh họ tôi từng mắt nhìn thấy ông dùng cây lao bay qua sông đó. Thiệt sao? Tốn tin đâu. Vị này là Đạt Ma đại sư đúng không? Bần tăng không trí, giáo lý hiểu không nhiều, xin đại sư chỉ dạy. Tâm Phật cho đến chúng sanh cả ba đều không. Hiện tượng trực tánh là không, không thánh, không phạm, không thí, không thọ, không thiện, không ác, tất cả đều là không. Có đúng chăng? Sao ngài lại đánh người? Người nói tất cả đều là không thì làm gì có đau? Nhìn những vật không nhìn thấy, nghe những âm thanh không nghe được, biết những sự việc không biết được mới là chân lý. Ê, sao ông đánh người rồi bỏ đi sao? Sư đệ, sư huynh, huynh bị ông ta đánh cho điên rồi hả? Đừng nói nữa, ngôn ngữ khó có thể nói hết, chỉ có thể dùng tâm để cảm nhận thôi. Thiếu Lâm Tự. Sư đệ chính là vị này. A Di Đà Phật. Bần tăng Minh Thiện là trụ trì của bổn tự. Từ tối hôm qua đến giờ hình như ông ấy không cử động đó. Nè, sư phụ của tôi đang nói chuyện với ông đó. Nè, không được vô lễ. Nhìn dáng điệu của vị thí chủ này cũng là một cách tu tập khác. Ông ấy đã đến núi ở sau chùa của chúng ta, chính là duyên Phật pháp. Cứ để ông ấy ở đây tĩnh tu đi. Chúng ta đi thôi.
Tịnh Nguyên, từ nay có phụ trách ban cơm cho vị thí chủ này. Dạ. Cái sư của Tịnh Nguyên nói vị thầy đến từ Ấn Độ này đã 7 ngày 7 đêm rồi không có ăn gì hết á. Không chỉ vậy đâu, ngay cả nước cũng không uống nữa. Cũng không biết ông ấy chịu đựng như thế nào. Ông ta ăn rồi, ông ta ăn cơm rồi. Vậy là sao chứ? Nè, chúng ta đi coi thử coi. Đi. Mau lên, vô coi đi. Đó, nhìn coi, ăn rồi, ăn rồi đó. Đúng vậy, ông ta ăn rồi. Vẫn chưa ăn đâu. Hả? Đi thôi, đi thôi. Chúng ta đừng làm phiền ông ấy nữa. Tịnh Đức, để tôi dẫn chú đi coi nè. Ông ta lâu rồi không ăn sao? Chẳng những không uống một chút nước mà nửa năm rồi không nói chuyện luôn. Thiệt hả? Nửa năm rồi ông ấy không có nói chuyện sao? Đương nhiên, có giả được sao? Vậy cái miệng chắc là thúi lắm đó. Đi bên này nè. Tịnh Đức hả? Chỉ được nhìn không được đụng vào biết chưa? Dạ. Tịnh Đức à, đèn hết dầu rồi, cho thêm dầu vô đèn đi. Dạ. Kỳ lạ thiệt đó. Nhớ nha, nếu tôi không đưa chú đến, một mình chú không được đến đó. Dạ sư huynh. Ở đây linh lắm đó. Ông ấy ngồi một hơi luôn 3 năm, đúng là bất đảo ông. Đúng là 3 năm ông ấy không cử động sao? Đương nhiên rồi, cô thấy ông ta không động đậy gì hết không? Thật không vậy? Dĩ nhiên là thật rồi, bằng không làm gì có nhiều người đến lễ ông ta chứ. Chí Công đại sư, nghe nói chùa Thiếu Lâm có vị thánh tăng dị thường, ngài có biết không? Bần tăng chưa có duyên để gặp mặt, ngược lại thánh thượng đã nói chuyện với ông ta một đêm. Ông ấy là Đạt Ba đại sư thánh thượng từng triệu kiến qua. Ông ta không thể nào. Trẫm nhận thấy ông ta không biết chút nào về giáo lý cả. Năm đó trẫm hỏi ông ta, trẫm đã vì đạo Phật làm biết bao nhiêu việc thiện. Ông ta nói trẫm không có chút công đức nào cả. Đạt Ba đại sư trả lời rất đúng. Xin thứ cho bậc tăng nói thẳng, hoàng thượng vốn có công đức, nhưng thường đeo ở trên miệng, muốn người xưng tán thì là cố ý ham muốn công đức. Thiện ác triệt tiêu cũng là không có công đức. Thôi được,
Kể như là ông ta trả lời đúng. Lúc đó Trẫm hỏi ông ta có Phật tồn tại hay không, ông ta trả lời là không có. Ông ta nói cũng có lý đó. Hả? Hoàng thượng nên biết rằng Phật vốn không có thực chất, mà chỉ tồn tại trong tâm. Hoàng thượng đã hỏi Phật ở nơi nào, nghĩa là trong lòng hoàng thượng vốn không có Phật, thì lý có Phật từ đâu mà ra? Vậy ông ta không nên trả lời Trẫm. Chính bản thân ông ta là ai, ông ta cũng không biết. Thật không ngờ Đạt Bà đại sư đã đạt tới cảnh giới vô ngã rồi. Như vậy ông ta xứng với một tên là Cao Tăng Đắc Đạo. Bạch tướng quân, có thật. Người lập tức đưa người tới Thiếu Lâm Tự cung nghênh Thánh Tăng Đạt Ma đại sư về cung. Tâu hoàng thượng, Thiếu Lâm Tự trụ đất Bắc Ngụy, thần đem binh đi sẽ có thể gây ra sự hiểu lầm. Người không biết nghĩ cách hay sao? Tuân lệnh. Lần này nếu mời được Thánh Tăng Đạt Ma về, nhất định phải giữ ông ta ở trong cung, hằng ngày cùng Trẫm nghiên cứu giáo lý. Nếu là vô duyên, hà tất phải bắt buộc? Tới đà. Tại hạ Bành Văn Hải, phụng mệnh hoàng đế Lương Kiều, mời Thánh Tăng hồi cung. Xin thứ cho tại hạ vô lễ, khiến đi. Quý vị không được làm như vậy, không được làm như vậy. Tập trung người ngựa. Vậy mà mời cũng không được. Chẳng lẽ ta và Phật thật sự không có duyên sao? Nói là không có duyên, nhưng lại có duyên đó. Hoàng thượng đã nói đến chữ duyên này. Hữu duyên hay vô duyên, tất cả đều nhất niệm suy nghĩ. Trẫm đã lễ Phật nhiều năm, hôm nay nhờ lời nói của Khanh mới hiểu rõ. Vậy tất cả tùy duyên đi. Trẫm ở đây cùng với Thánh Tăng thần giao cách cảm, vậy là được rồi. Thần quan. Thỏ con. Sư phụ đang kêu con, chứ không phải thỏ con kêu con đâu. Lại nằm mộng nữa rồi. Hả? Sư phụ. Theo như lời con nói, chứ trong mộng chỉ dẫn con đi theo hướng nam, chắc có thể ngộ đạo. Sao hả? Sư phụ kêu con đi khỏi chùa Long Pháp à? Chẳng phải sư phụ muốn con đi, mà là thời cơ đã tới rồi. Cần đi cuối cùng cũng phải đi thôi. Con đi ra ngoài rồi, mọi người sẽ kêu con là sư phụ. Con có còn nhớ không?
Sao mắt còn đỏ vậy? Thần quan không nỡ rời xa sư phụ. Trên đời này có bữa tiệc nào mà không tàn, uổng công sư phụ dạy con đó còn lại nổi tánh trẻ con rồi. Sư phụ, xin người bảo trọng. Người cả gan dám trộm đồ của lão gia. Tội của người này xin để tôi chịu thay cho. Ai làm người đó chịu? Bắn nó theo lên. Thí chủ, các vị đừng mê mờ bất giác nữa. Không phải chuyện của người. Thế ra nữ thí chủ, đem đồ cô lấy trộm của họ trả lại đi. Nữ thí chủ, vì sao lại luân lạc đến đất này? Tôi và gia đình mình chạy nạn tới đây. Cha tôi không may bị thương nặng. Tôi nghe nói ở chùa Thiếu Lâm có vị bất đạo ông không hiểu Phật pháp, vì vậy một mình tôi lên đường đến xin ngài gia hộ cho gia đình. Bất đạo ông, xin hỏi chùa Thiếu Lâm ở đâu vậy? Từ đây đi thẳng theo hướng nam. Nè,
Nữ thí chủ, cô đừng có nghĩ quẩn. Tuy cô có làm sai một chút, nhưng cũng đừng nên quở trách mình, chỉ cần biết sai mà sửa là được rồi. Chuyện về Bất Đạo Ông cũng chỉ là nghe nói, tôi cũng chẳng biết là nên đi hay không nên đi nữa. Vậy là không đúng. Cô đã có lòng cầu Phật thì trước nhất phải có lòng tin, mới có cơ hội đạt đến mục đích. Nè, ê, nè, cuộc đời của một con người chỉ có mấy chục năm thôi, trừ đi lúc trẻ không hiểu biết và khi già thể lực yếu đuối, trừ thêm thời gian ngủ nghỉ, còn lại bất quá chỉ hơn một vạn ngày. Chúng ta tất phải nắm bắt lấy thời gian quý báu, làm nhiều việc thiện để bù đắp cho lỗi lầm. Hả? Nè, cô bị sao vậy? Bị cháy rồi kìa. Tôi dập tắt rồi. Quần áo của tôi đã khô rồi, hay để tôi thay lại đồ của mình. Sư phụ, cảm ơn thầy. Tôi vốn là một cô gái phàm tục, đi cùng sư phụ đến chùa Thiếu Lâm e rằng không tiện lắm. Tôi đi trước đây, thầy hãy bảo trọng. Tên của tôi gọi là Thỏ Con. Thỏ Con. A Di Đà Phật. Sư huynh ơi, hôm nay hình như là lạnh hơn mấy hôm trước đó. Đúng vậy. Hay là mình... Cái gì? Đệ là muốn về sớm hả? Tịnh Đức à, mai sáng sớm sư đệ đến đây châm thêm dầu vào đèn nha.
Sư phụ, quan trọng là phải ghi tên ông chủ Trầm Dương của tôi vào danh sách, cuốn 200 lượng bạc. Thi chủ công đức vô lượng. Tịnh Đức. Dạ, có con. Vì thầy ở sau núi đó đã tỉnh dậy chưa? Con đã cho thầy ấy dùng cháo nóng rồi, nhưng mà sức khỏe thầy ấy còn rất yếu. Người này thành khẩn như vậy, chắc muốn thỉnh giáo với Thanh Tăng đó. Đã quỳ trong tuyết 3 ngày 3 đêm rồi, có điều gì muốn cầu xin? Cầu xin đại sư an tâm cho con. Tâm con bất an hay sao? Tuy con dốc lòng cầu đạo, nhưng có lúc tâm lại bất an. Đem tâm ra đây, ta an tâm cho. Con không tìm ra cái tâm bất an của mình. Ta đã an tâm cho con rồi đó. Xin đại sư nhận con làm đệ tử. Con cầu pháp với ta, sao không tỉnh ngộ chính mình trước? Nhược tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Nhược tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Con đã quyết tâm chặt đứt cánh tay để cầu pháp, vậy còn gì mà không được chứ? Đây ta cho con pháp hiệu là Huệ Khả. Ê, mau! Tiền nhân vào hôm nay khoảng hơn 300 lượng đó. Đạt Ma đại sư ngồi ở động phía sau đã 9 năm trời, không ngờ lại mang cho chúng ta nhiều phúc lợi như vậy. Sư đệ à, ngày mai em dẫn theo người đem số tiền nhang dầu để đi khắp nơi. Dạ. Vậy thì mau lên đi, sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường đó. Dạ. Mấy người là ai vậy? Mấy người là gì vậy? Không được đâu, mấy người phải cổng nhân quả đó. Bọn ta sẽ cổng bao tiền. Thí chủ à, không dám nhận. Đi. Đánh nhau bên kia kìa. Thí chủ. Ngừng tay! Thánh địa cửa Phật, thí chủ không nên bạo động. Có câu không nể mặt già sư, nể mặt Phật. Nể mặt Phật gì chứ? Ngay cả mời Phật tới đây, ta cũng không nể mặt đâu. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Các người nhìn kìa, hả? Bọn hòa thượng này ngày thường chỉ biết lại Phật thôi, hôm nay lại quỳ lại dưới chân của ta, hả? Đại ca, không phải họ lại huynh đâu. Ông ta là ai vậy? Ông ta chính là Bất Đảo Ông ở trong hang núi đó. Bất Đảo Ông à? Hôm nay phải cho ông ta đảo ngay mới được. Hừm.
Thằng khốn này, mày muốn ăn một mình hả? Đại ca, đừng kêu ta, ta phải giết chết người. Huynh đệ tương tàn, tự thực kỳ quả. Tiến lên. Thật là tức chết, một đá bằng hại. Đi. Khốn kiếp, thí chủ, nếu ông thật sự cần thì ông hãy lấy đi. Chư huynh đệ, sức khỏe của các vị yếu kém, trước khi ta ra đi, ta đem một số phương pháp tập luyện gân cốt truyền cho các vị, để các vị có sức khỏe cường tráng. Võ công và văn tự cũng giống nhau, có mặt động và có mặt tịnh của nó. Thật ra, những biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, như ăn cơm, ngủ nghỉ, cũng không rời khỏi phạm vi đó. Quý vị muốn tham ngộ thiền cơ thì phải dụng tâm mà quan sát nó, đưa tay ra, giơ chân lên, cũng đều phải có ý thiền tồn tại. Thiền thánh tự. Ta sắp trở về Ấn Độ rồi, các con đem tâm đắc của mình học được, nói ra nghe coi. Văn tự chỉ là biểu hiện của Phật pháp, không nên chấp trước văn tự, nhưng cũng không thể rời xa văn tự. Đây là dụng của đạo.
còn được phần da của ta thôi. Chỗ hiểu của con giống như ngài A Nam thấy nước Phật A Súc, sau khi thấy bèn liễu ngộ thật tướng, quắc nhiên minh bạch, không cần gặp lại. Con lãnh hội được nhiều hơn đạo phó một chút, nhưng chỉ được phần thịt của ta. Địa thủy hỏa phong đều là không, mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi nếm, thân cảm thọ cũng không thật có. Chỗ thấy của con không một pháp nào tồn tại. Con cũng chỉ đạt được phần xương của ta thôi. Huệ Khả, còn con. Chính là như vậy, xem như con đạt được phần tủy của ta. Kẻ hiểu không nói, kẻ nói không hiểu. Quê Khả, bây giờ ta đem y bát truyền cho con để làm tín vật truyền pháp. Con chính là nhi tổ của Thiền Tông. 200 năm sau, khi ta diệt độ, y bát truyền đến lục tổ, không cần tiếp tục truyền nữa. Khi đó pháp môn của Thiền Tông đã truyền đi khắp nơi, nhưng mà người biết thì nhiều, còn người thực hành thì ít. Người thuyết đạo nhiều mà người ngộ đạo ít, kẻ thuyết lý nhiều mà người ngộ lý thì ít. Cho nên con không được coi thường những người chấp mê bất ngộ. Bất cứ kẻ xấu nào trong một khoảnh khắc cũng có thể bỏ ác theo thiện. Bộ cuốn kinh Lăng Già này là pháp yếu tối cao của Phật tổ, có thể dùng để khai ngộ thế nhân. Bây giờ giao hết cho con. Con hãy nghe đây. Ngô Bổn Lai Tư Độ, truyền pháp cứu mê tịnh, nhất hòa khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Đại sư, ngài định đi đâu vậy? À, thì ra Diệu Hương Trang, ta đang định đi về hướng Tây. Sao đại sư đi chỉ có một mình? Ông về là biết thôi. Hả? Một chiếc giày cỏ. Diệu Hương Trang, sao đích thân đưa hàng tới vậy? Không còn cách nào khác. Bây giờ bốn phương hương quả thịnh hành, tôi có người giúp việc duy nhất cũng đã làm ông chủ rồi. Nè, để tôi giúp cho ông nha. Không cần đâu. Ở chiều hôm qua trên đường đi tôi gặp Đạt Ma Đại Sư. Không thể nào đâu. Đạt Ma Đại Sư đã nhập viện hơn 3 tháng nay rồi. Không thể nào. Tôi thấy rất rõ trên đầu thiền trưởng của ngài còn có một chiếc dây cỏ mà. Nè nè nè. Về truyền thuyết, tổ sư Đạt Ma mang theo một chiếc giày đi về hướng Tây. Hoàng đế sau khi nghe được tin này để biết được thật hay giả, đã hạ lệnh mở nắp quan tài. Kết quả sau khi mở nắp quan tài chỉ thấy còn lại một chiếc giày. Xét ra lúc đó tổ sư Đạt Ma đã 150 tuổi.